Hello mọi người, trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách mình làm vì khách muốn là làm. Đây là món thật của khách, khách đã làm gel manicure, tức là làm tay nước và sơn gel. Mình đã sơn hai lớp rồi, tức là cái màu gel này đã ổn định rồi. Đáng lẽ như thông thường á, bây giờ là mình sẽ có thể là mình sơn top coat là cho khách là xong luôn. Nhưng mà vì khách muốn bỏ cái lớp nước một nửa móng là có kim tuyến, cho nên mình sẽ sử dụng cái cách này. Mình sơn một nửa kim tuyến lên móng tay của khách. Vì khách muốn nửa móng kim tuyến ha. Mình đánh kim tuyến cho nó đậm ở cái đầu móng. Còn cái phần giữa thân móng là nó lợt dần ra, nó mờ dần ra. Nhưng mà cái lỗi cơ bản ở đây là cái màu kim tuyến nó không có được đậm, cái màu kim tuyến nó rất lợt, đánh cho cái phần đầu này nó mỏng thôi, nó giảm bớt cái nó thưa dần ở trên nửa móng. Mình lấy một cái cọ nhỏ ha, mình tán cho cái kim tuyến nó mỏng dần đều ra. Và sau đó là mình sẽ dùng một hũ bột kim tuyến. Mình sử dụng cây cọ này, cái cọ một cái đầu nó bị tè đó, nó sừ á. Mình xúc cái kim tuyến này, mình rắc nhẹ lên. Mình rắc nhẹ lên cái phần đây để nó gia tăng thêm phần kim tuyến ở trên đầu của mọi người. Vì cái kim tuyến trong cái hũ mình không có nhiều, cho nên mình phải sử dụng cách này. Tức là đậm ở cái phần đầu mà nó nhẹ, nó thưa dần. Mình thấy cái phần đầu này, chỗ ngay cho vị trí này nó không có được nhiều. Thì mình quẹt, mình lấy cái cọ kim tuyến mình quẹt ở đây một chút xíu ha. Cho nó ướt, mục đích là cho nó ướt á. Rồi mình lại rắc cái kim tuyến bột lên. Nó ướt thì nó mới có độ dính, bột nó mới dính lên. Thì lúc đó cái móng nó sẽ ra dày như mình mong muốn, nó nhiều hơn. Mình cho khách đi hơi treo, hơi đèn. Và tương tự như vậy, riêng ở cái ngón này, mình sơn kim tuyến nhưng nó rất là lợt. Mình sẽ bỏ một lớp kim tuyến này lên. Mình chùi đi cho nó vuông vắn. Sau đó mình lại lấy cái cọ này mình xúc kim tuyến ánh to lên, rắc lên. Để làm cho nó cái kim tuyến hạt lớn này nó sẽ làm cho nhiều màu. Khi mà mình sơn nước bóng lên thì mình thấy nó rất là nhiều màu. Sau đó mình cho đi hơi đèn. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ làm ngón tiếp theo. Mình bôi nửa móng. Bạn thấy không, cái kim tuyến nó rất là lợt. Mình không có hài lòng. Mình lấy cái cọ bé như vậy ha, mình tán mỏng cho cái kim tuyến trên đây nó mỏng ra. Sau khi nó đã mỏng dần đều rồi, mình lấy cái cọ mình lại làm y như hồi nãy. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào hết tất cả các móng. Cho đi hơi đèn. Sau khi đã rắc kim tuyến đều lên 10 ngón, bây giờ là phần mình sơn nước bóng nha mọi người. Mình cũng bắt đầu sơn 10 ngón y như nhau hết. Sau khi đã sơn một lớp nước bóng, tức là top coat đầu tiên, vì cái móng này nó khá là dày, nó vẫn còn cộm, cho nên mình sơn lớp thứ hai, sơn lớp bóng thứ hai. Sau khi đã bỏ hai lớp nước sơn bóng và hơ đèn đủ rồi, bây giờ là mình sẽ xịt ancol vào cái miếng bông gòn ha, xịt ancol vào miếng bông gòn và mình tiến hành mình chùi móng đi. Vì là móng nó có tràn hai bên, cho nên là mình sẽ dũa cái phần tràn hai bên đi. Nhưng mà bề mặt móng ở bên trên này nó láng mịn nhé. Nó cũng không phải là quá dày, nó không phải là quá dày, nó vẫn giữ được cái độ mỏng và mềm mại của sơn gel trên móng thật. Nên nó dày nhưng mà không đến nỗi nào quá dày. Nhưng mà vì mình sơn hai ba lớp, mình sẽ dũa những cái phần gel nó bị tràn đi. Vì nó khô rồi cho nên
an toàn khi mình dũa như vậy. Và tiếp tục kiểm tra từng ngón một cho đến khi nào bạn kiểm tra sạch hết. Vậy là mình đã hoàn thành xong bộ móng tay sơn gel và có rắc thêm bột lên phần bên trên màu gel, thì mọi người thấy móng tay nó sẽ ra như vậy. Nhìn khá là xinh ha, mà cũng không có phải là quá dày. Hy vọng là video này có thể giúp ích được cho mọi người, không những áp dụng cho cái kim tuyến không đâu, mà bạn có thể sử dụng những cái màu khác cũng được nhé. Khi khách nó muốn làm màu hãy thử đi, thử nghiệm và phát hiện ra có những điều hay trong quá trình mình làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching.